Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sự tại hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, đại diện lãnh đạo các xã trong huyện. Trước khi tiến hành hội nghị, các quý vị đại biểu đã được đi tham quan mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả của xã và tham quan thôn đang xây dựng thôn kiểu mẫu của xã. Khi bước vào xây dựng nông thôn mới, xã còn đang thuộc xã nghèo theo chương trình 135 của Chính phủ. Thu nhập của đa số bộ phận nhân dân còn thấp, năm 2011 chỉ 8,9 triệu đồng trên người trên năm, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, chất lượng kém, tỷ lệ hộ nghèo cao. Năm 2011 toàn xã có 34% hộ nghèo. Thời điểm bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt 5 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 45-50%, tập trung là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội, cần nhiều vốn. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ban ngành chuyên môn của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo trình tự các bước cụ thể, ra nghị quyết chuyên đề số 29 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện, thành lập các ban phát triển ở thôn, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện, giao cho các thành viên trong ban chỉ đạo và tổ công tác thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ kịp thời, điều chỉnh để đề án đi vào cuộc sống của người dân. Trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tận dụng tối đa các cơ chế để hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, như cơ chế trong sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ có nhu cầu vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, kêu gọi khuyến khích thu nhập giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào sản xuất, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho các mô hình sản xuất điểm và đặc biệt là chương trình sản xuất vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính có thu nhập cao cho nhân dân. Xây dựng kế hoạch gom đất 5%, tạo cơ chế cho các hộ dân thầu diện tích lớn để xây dựng trang trại, gia trại, cánh đồng mẫu lớn thuận tiện cho sản xuất tập trung. Đến nay đã có 3 trang trại và 10 gia trại sản xuất được công nhận và đang hoạt động có hiệu quả. Tạo cơ chế cho phát triển chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi xây hầm bioga để đảm bảo môi trường, hỗ trợ mặt bằng, mở đường giao thông cho các hộ xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi nhỏ và vừa, vận dụng và áp dụng một số chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các hộ có gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay có 15 gia trại chăn nuôi hoạt động có hiệu quả, tạo cơ chế xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kinh phí cho các thôn xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao, hỗ trợ san ủi mặt bằng, mở rộng hành lang đường trục thôn, hỗ trợ xi măng, đổ bê tông đường giao thông, hỗ trợ xây tràn, lắp cống, xây mương, tưới tiêu phục vụ sản xuất và một số nội dung khác để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới ở các thôn. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, nội dung đơn giản dễ hiểu. Ban xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn phát động nhiều đợt về tuyên truyền và vận động đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, các thôn, tổ chức nhiều đợt liên hoan văn nghệ quần chúng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Hàng năm, Ban Công an xã đã tổ chức cho ký cam kết với các thôn về giao ước thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, dân vận khéo, xây dựng gia đình 503 sạch được Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả. Xác định xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng trước hết là phải tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua gần 10 năm, xã đã huy động tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác để thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là 214.635,2 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung xây dựng quy hoạch để phù hợp với quy hoạch phát triển của huyện. Và trước hết, thì mỗi đảng cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động phải là người đi đầu thực hiện cuộc vận động, từ đó làm lan tỏa những nề nếp
kỷ luật tốt, tác phong làm việc, rồi lối sống giản dị tiết kiệm, ý thức nâng cao giữ gìn vệ sinh môi trường từng ngõ xóm nơi mình sinh sống và khơi dậy cái tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, sự đồng thuận cao trong nhân dân và đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực hướng ứng cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 25/2018 của Ủy ban tỉnh Thanh Hóa, nâng cao cái chất lượng tổ chức cái ngày đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư hàng năm. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với tổ chức thành viên thì tổ chức các hoạt động thiết thực tuyên truyền về truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua do mặt trận và các đoàn thể rồi cũng các kể cả quận huyện phát động, thì qua đó biểu dương các tập thể cá nhân có đóng góp tích cực trong cái thực hiện ở khu dân cư, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 đề ra, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, động viên nhân dân đóng góp công sức kinh phí cho việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giữ vệ sinh môi trường, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt vai trò tự quản, phát huy dân chủ cơ sở, tinh thần tương thân tương ái, xây dựng đời sống mới ngày càng tiến bộ, no ấm hơn, thực hiện tốt cái nếp sống văn minh, ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để phấn đấu cải thiện đời sống, đi đôi với nâng cao dân trí, tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết, phát huy nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế, tham gia xây dựng xã hội, giữ gìn an ninh trật tự có hiệu quả, để ngày càng có nhiều những gương điển hình tiên tiến, gương gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.